trước rồi. Cậu có việc đột xuất phải về ngay, thế là lại về đặt vé là về. Anh chào Tô Kiên nhá. Đâu anh đi vào có việc mà, anh vào đây có việc mà Tô Kiên. Anh có đi du lịch đâu. Anh vào anh đi có việc. Anh đang Sài Gòn mà anh em. Kính đẹp đấy. Ok người anh em nhá, cảm ơn người anh em đã khen kính đẹp. Thả rương 1.000 xu cho mát. Úi dồi ôi, thế thì chết. Hùng cảnh á, cái gì qua rồi cho nó qua em ạ. Mình không hơn thua gì ba cái việc vớ vẩn ở trên mạng làm gì em ạ. Đấy, bây giờ tập trung vào kiếm tiền thôi, chứ còn bỏ kính ra tôn trọng anh em người xem đi ông. Ô Quang Anh ơi, quê bạn này lại có cái kiểu bỏ kính ra để tôn trọng mọi người à? Đeo kính nó là cái đồ trang sức, đeo chỉ kính nói chuyện mọi người, sao lại không tôn trọng mọi người? Đấy là có một cái gì đấy nó rất là dạng như kiểu là người ta gọi là thiển cận cũng đúng bạn ạ. Đeo kính nó là như kiểu khuyên tai hay là đồ trang sức quần áo thôi, chứ không phải là cái mũ hay là như nào. Kể cả mũ cũng thế, người ta là sở thích. Thì bạn có muốn xem thì bạn xem, mà bạn không muốn xem thì bạn ra ngoài, chứ làm sao mà lại tôn trọng cái kiểu đeo kính là không tôn trọng người xem này nhỉ. Nghe nó nực cười. Nhiều ông buồn cười thật đấy nhỉ. Anh em ơi, chuẩn bị ấn vào dương này anh em này. Đấy, hết là ấn vào dương nhá. Mình sẽ thả 100 xu cho anh em nhặt tiếp anh em nhá. Làm gì có cái chuyện mà đeo kính mà không tôn trọng mọi người. Tôn trọng mọi người nó ở trong cái tâm mình này, chứ không phải ở cái kính hay là ở bất kể một cái trang thiết bị gì trên người hết. Đấy, hãy cứ đi ra ngoài thế giới mà xem. Tây người ta còn coi như là có nhiều cái nó văn minh lắm. Nó không phải là nhiều ông cứ thở ra cái câu là đeo kính nói chuyện với cả mọi người là không tôn trọng mọi người. Không hiểu là cái đấy nó kiểu gì, nó là ý tưởng là chắc là ở ngoài vũ trụ, tầm chắc là vũ trụ rồi anh em nhỉ. mình hiểu lôm la là chắc là khả năng là cái kiểu đấy, khả năng là nó kiểu nó ở tầm vũ trụ rồi đấy anh em nhỉ. Đúng không anh em? Lại còn có cái kiểu là bỏ kính ra đi nói chuyện mọi người, đeo kính không tôn trọng mọi người, chịu luôn.